đang đã lại quay trở lại chương trình của Basara Team TV. Ở cái tập lần trước mình đã làm cái tập mà khui hộp về cái con game Super Smash Bros. Melee trên GameCube. Và tập ngày hôm nay thì cũng ngắn gọn thôi, shortcut thôi. Bây giờ thì hè rồi, thì mình cũng khá là nhiều thời gian, mình sẽ làm nhiều video hơn cho anh em xem. Và đặc biệt hơn là sẽ có những cái món đồ khá là giá trị được mua. Mình sẽ mua và mình sẽ chọn lọc những cái món đồ mà phải gọi là giá trị sưu tầm nhất. Hôm nay lại có thêm 3 món đồ giá trị nữa. Ngắn gọn, xúc tích. Đó là game, 3 đĩa game. Thì hôm nay chúng ta sẽ khui hộp cái này ra. Đây, kiện hàng được gửi đến mình. Kiện hàng được gửi đến. Và bây giờ chúng ta chỉ được khui hộp ra. Sáng nay mình ngồi chờ cái ông shipper đến. Thanh niên, anh em có nhớ thanh niên shipper lần trước không? Đấy, thanh niên đã làm chậm con mẹ thời gian của mình ra. Và sáng nay mình đã tiêu thụ mất 4 quả trứng. 4 quả trứng với cả một với hà với một mớ ngải cứu. Ngồi đánh, ngồi ăn. Xong rồi còn ngồi chơi Sleeping Dog đây. Tranh thủ đang ngồi chờ. Và cuối cùng mà mãi đến tận giờ này thanh niên này mới ship đến cho mình. Nhưng mà thôi dù sao cũng thông cảm thôi. Mình thông thì người ta cảm, người ta cảm thì mình thông thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ khui cái hộp này ra nhá. Ok. Ok. Ok, và trên tay mình lúc này đây là cái hộp của anh bạn shipper gửi đến. Và con dao như thường lệ. Món hàng lần này của chúng ta sẽ là 3 tựa game box. Để xem biết nó là tựa game gì thì mình sẽ đưa cho anh em luôn. Wow shit. Không đùa đâu, không đùa đâu anh em ạ. Không đùa được đâu, đây là 3 tựa game của Xbox 360. Oh my goodness. Anh biết cái, anh em nhìn đây anh em sẽ biết đây là tựa game gì. Ok. 3 tựa game hôm nay mình muốn giới thiệu đến ngày hôm nay cho anh em. Đó là 3 tựa game. Oh shit, sorry. Mẹ kêu cái máy quay. 3 tựa game mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đến anh em, đó là 3 tựa game của 3 phần game rất nổi tiếng. Nếu anh em nào đã từng chơi qua con game này, đó chính là BioShock. BioShock thì ở đây chúng ta có 3 phần. Ở đây hôm nay mình tạo được 3 phần. 3 phần rất giá trị, đó là phần 1, phần 2 và phần Infinite. Trong đó có 2 đĩa là hệ Mỹ và một đĩa là hệ Âu. Chúng ta sẽ khui từng cái là một. Và cái bản này thì lại rất là hay, một cái là bản này là bản only on Xbox 360 Windows. Đây là phần 1 của nó. Anh em thấy là nó rất là đẹp. Nó có hộp này luôn. Lập bánh cho anh em. Lập bánh chưa? Và mình sẽ mở từng cái này ra xem. Thì có thể là nhiều anh em cũng đã biết đến tựa game này rồi. Oh shit, rơi mất. Sorry. Thì đây là một trong những tựa game phải gọi là khá là hay, cực kỳ ấn tượng trên Xbox. Và thứ hai là nó là một trong những tựa game phải gọi là best of the best, đỉnh con mẹ của đỉnh. Tại vì sao? Vì cái cốt truyện cực kỳ hay, hấp dẫn. Nói chung là một trong những cái game mà mình phải nói là mình khá là ấn tượng của 2K. Game bắn súng góc nhìn thứ nhất. BioShock phần 1 và BioShock phần 2. Đây, BioShock phần 2 đây. Khá đẹp. Mặc dù đây là của hệ Âu, nhưng mà Xbox thì nó không chia hệ cho mình chẳng quan tâm điều đó. Chúng ta sẽ mở một cái từng hộp ra. Thì trước hết là về con BioShock 1, đây là phần đầu tiên. Đây chính là phiên bản năm 2007. Bây giờ mà để anh em nào mà còn sở hữu cái đĩa BioShock này sẽ rất khá là ít, khá là hiếm. Để kể hệ PS3 nhá. PS3 thì bây giờ cũng lắm anh em chắc là có con này thôi, bản này thôi, BioShock Infinite thôi. Thì chúng ta sẽ đến với phần 1. Phần 1 con này, nói chung là nếu mà anh em đã chơi cốt truyện rồi thì anh biết là nó là đến một cái thế giới gọi là thế giới ngầm. Cái thành phố ngầm kết hợp giữa con người và robot. Cốt truyện thì cũng là hay, anh em chơi rồi anh em cảm nhận anh em biết. Nhưng mà mấy ai đã từng chơi bản console, mà mấy ai có bản console, nghĩa là bản physical copy, là cái bản vật lý như bản này. Để mình sẽ mở cho anh em xem. Đây, thứ nhất nó rất xịn, một cái là nó bỏ ngoài. Thứ hai là nó có cái này. Thì mình nhận, để check it out. What? Anh em thấy chưa? Được. Ok.
Đây chính là một cái bộ hoàn chỉnh của bản Xbox 360. Mình sẽ mở ra xem có xem trong cái book này còn có cái gì không, có coupon có gì không. Wow, khá là hay anh em ạ. Đây là một cái bộ hướng dẫn chơi, còn nguyên book còn nguyên đĩa. Mình sẽ check cái tình trạng của đĩa.